Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tuổi Trẻ Việt TV, nơi cập nhật tất tần tật những tin tức nổi bật, chất lượng, nhanh chóng và chính xác. Để xem hôm nay Tuổi Trẻ Việt TV sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi gì nào. Việt Nam mất quyền cử người đẹp dự Miss Universe, Thảo Nhi Lê không còn xuất dự thi Hoa hậu Hoàng vũ thế giới. Mới đây, công ty cổ phần Hoàng vũ Sài Gòn Unigroup, đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, đã ra thông báo sẽ tiếp tục là đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, đồng thời công bố tạm ngưng hợp tác bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe với tổ chức Miss Universe. Cụ thể, Unigroup, công ty chủ quản đang nắm giữ bản quyền tổ chức Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam cho biết, tổ chức Miss Universe Hoa hậu Hoàng vũ hiện đã có sở hữu mới đến từ Thái Lan. Và sau thời gian suy xét kỹ lưỡng, Unigroup đã quyết định kể từ năm 2023 sẽ tạm ngừng hợp tác trong việc giữ bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe. Theo Unigroup, do thay đổi chủ sở hữu nên những định hướng kinh doanh mới của Miss Universe không còn phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển lâu dài của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Vì vậy, Unigroup quyết định tạm ngừng hợp tác với tổ chức Miss Universe để tập trung hoàn toàn vào công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023. Thông tin về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023 và khởi động các dự án mới trong năm 2023 sẽ được Unigroup và Unimedia sớm công bố chính thức trong thời gian tới, thông báo của công ty Unigroup cho biết. Điều đó đồng nghĩa Thảo Nhi Lê sẽ không thể tham gia Miss Universe 2023 như lời hứa trước đây của đại diện Unigroup. Ngay khi thông tin này được đưa ra, các fan sắc đẹp tỏ ra tiếc nuối do Á hậu Thảo Nhi Lê vì cô sẽ mất suất dự thi Hoa hậu Hoàng vũ thế giới năm nay. Trong khi trước đó, người đẹp nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả khi đại diện Việt Nam dự thi sân chơi sắc đẹp này. Tuy nhiên, cánh cửa dự thi quốc tế của Thảo Nhi Lê vẫn rộng mở với hai cuộc thi là Miss Drum, Hoa hậu sắc đẹp quốc tế và Miss Supreme National, Hoa hậu siêu quốc gia. Trong đó, Miss Drum vừa được tổ chức ở Việt Nam lần đầu tiên. Công ty Unimedia hiện cũng chính là đơn vị giữ bản quyền cử các người đẹp Việt Nam đến dự thi Miss Drum. Với tình hình hiện tại, Thảo Nhi Lê được thi Miss Universe 2023 chỉ khi đơn vị quản lý có quyết định thương thảo và thỏa thuận thành công với đơn vị mới đang giữ bản quyền. Thảo Nhi Lê là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Cô nổi tiếng là một fashionista có lượt theo dõi lớn từ trước khi trở thành Á hậu. Người đẹp được các fan sắc đẹp ủng hộ nhiệt tình khi dự thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Sau khi Hoa hậu Ngọc Châu trượt top 16 tại Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới, khán giả kỳ vọng Thảo Nhi Lê sẽ phục thù thay đàn chị. Thảo Nhi Lê được đánh giá cao bởi ngoại hình đẹp, quyến rũ, phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới. Bên cạnh đó, cô có lối ứng xử tinh tế, thông minh và cũng như khả năng nói tiếng Anh tốt. Khi Thảo Nhi Lê mới đăng quang, ông Bảo Hoàng, CEO của Unigroup khẳng định vẫn giữ cho cô cơ hội thi Miss Universe 2023. Lúc đó, ban tổ chức Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam hy vọng Thảo Nhi Lê sẽ nỗ lực tập luyện, trau dồi các kỹ năng để đáp ứng những tiêu chí dự thi quốc tế cũng như sự kỳ vọng của khán giả để đấu trường Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới 2023. Từ năm 2008, công ty Unigroup là đơn vị nắm giữ bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe. Đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe qua các năm do đơn vị này cử đi gồm Nguyễn Thùy Lâm, Võ Hoàng Yến, Võ Hoàng My, Diễm Hương, Trương Thị Mây, Phạm Hương, Lệ Hằng, Hờ Hèn Đi Ê, Hoàng Thùy, Khánh Vân, Kim Duyên, Ngọc Châu. Trong đó, Hờ Hèn Đi Ê đại diện Việt Nam dự thi năm 2018 đã xuất sắc lật top 5, đây là thành tích cao nhất của người đẹp Việt tại Miss Universe. Video đến đây là hết rồi, hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên like, share cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ Tuổi Trẻ Việt TV nha.